Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bầm sầm trà Phúc Kiến nha. Cây này em khai thác bao đất đã được 6 kỷ rồi nha. Đây là những cái rễ cám này. Nó ung ra khỏi mặt bao hết rồi nha. Cây này có quanh là 8 nha. Cao tầm 17. Cái tán bay khoảng 17 luôn nha. Bay co lắc ra 17 luôn. Em đo cái hoành vị trí dưới đây nha. Còn trên cái cũ đây thì nó có thể hơn ngang tầm 10 nha. Cây này đã được sóng khỉ rồi nha anh chị cô chú. Vàng rễ cám đây. Nó ung ra hết hết mặt bao rồi nha. Đây nó ung ra mặt bao đây. Rồi cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Một trà Phúc Kiến nha, đã được sắm khỉa.